không đâu, một chút hôm nay em sẽ sale tặng nhá. Hôm nay em sẽ sale tặng cực kỳ nhiều nhá. Em hôm nay không định like đâu, nhưng mà nhiều chị nhắn tin quá kêu like đi cho em chốt cho đủ đơn, nên là em sẽ like nhá mọi người ơi. Em sẽ like nhá. Hôm nay like tặng cực kỳ nhiều mỹ phẩm nhá. Mai em sẽ, sáng trưa mai em sẽ like nước hoa nha mọi người ơi. Trưa mai em sẽ like nước hoa nhá. Hôm nay em không like nước hoa nữa ạ. Hôm nay em không like nước hoa nữa nhá. Hôm nay em sẽ like tặng mỹ phẩm mọi người. Chia sẻ cho em nhé, chia sẻ cho em nhé, em sẽ tặng quà mọi người nhé. Chia sẻ cho em nhé, để em tặng quà mọi người nhé. Đây, một là một cái xịt chống nắng nhé. Đây là một cái xịt chống nắng. Chờ em xíu. Mờ quá mọi người ơi, mạng kém quá. Sao mạng kém không? Hả? Và sao nào, mạng kém không? Mạng kém quá mọi người. Mạng kém quá hả? Mạng kém không? Mờ quá à. Trang xem mạng kém không? Máy bên, tại vì cái máy bên em ấy, một máy em xem mình vẫn ok mà. Ok rồi, ok rồi nhá. Mày xoáy chị cái này cái. Chị kéo mạnh quá. Ok nha, em sẽ like tặng nhá. Trưa mai em sẽ like tặng nước hoa nhá. Tại vì em đang phân nước hoa ra. Em đang phân nước hoa nên là hiện tại là em chị nãy á, là em đi có việc đó, thế là em vừa mới về được một lúc thì giờ em đang phân nước hoa, thì chưa kịp phân nước hoa ấy, thì mai em sẽ like nước hoa nhá. Mai em sẽ like nước hoa sau nhá. Khổ quá, tại vì chưa có thời gian làm nước hoa. Em sẽ về hai dòng nước hoa nhá, một là nước hoa nam và một là nước hoa nữ nhá. Đó, nếu mà ai có ý định mà muốn tặng người yêu, tặng chồng hay là tặng dịp gì đó thì mua nước hoa cho các anh nhá. Em về hai dòng nhé. Đây là cái màu cam đất nhá. Đây là cái màu cam đất này. Em vừa mới đánh xong. Cho em tí ạ, cho em tí. Được chưa? Tí nhảy thôi. Đây. Đây là hộp kem chống nắng nhá. Em tặng nhá. Em tặng hộp này đầu tiên nhá cho chị nào nhỉ? Tặng mọi người muốn tặng kem chống nắng hay là tặng son à? Mọi người muốn tặng kem chống nắng hay tặng son à? Hôm nay em sẽ sale tặng cực kỳ nhiều nhá, để cho nó bớt bớt cái xui, bớt cái đen đấy nhá. Hôm nay em đã không định like rồi, nhưng mà thôi, em sẽ like một chút để tặng quà mọi người nhá. Em sẽ like một lúc để tặng quà mọi người nhá. Đó. Đây, ai muốn tặng son comment tặng son nhá. Ai muốn tặng son comment tặng son. Ai muốn tặng kem chống nắng comment tặng kem chống nắng. Ai muốn tặng phấn à, phấn nhá. Cho em tí. Ai muốn tặng phấn comment tặng phấn nhá. Ai muốn tặng phấn comment tặng phấn. Ai muốn tặng son 3C comment tặng son 3C. Em có thấy chị có không giữ bất đừng tìm nhá. Đó. Ai muốn một nọ xịt chống nắng như thế này nhá. Đây, xịt chống nắng đây. Sunday chính hãng nhá, hàng chính hãng. Hàng chính hãng có tem này. Có tem ở hộp đây này. Mọi người về check code mã vạch thoải mái nhá. Chống phấn à? À không, đây là phấn này, đây là phấn này, đây là kem chống nắng này, đây là kem chống nắng. Đó, hơi loái sao ấy nhỉ. Đó, hôm nay nhá, em sẽ tặng 30 thỏi son này nhá, đúng 30 thỏi thôi nhá. Đúng 30 thỏi son 3C này nhá. Về, cái này về đủ màu nhá, giờ như em hiện tại là về đủ màu rồi nhá. Đỏ, cam này, hồng này. Đỏ cam, hồng, đỏ cherry nhá. Và cam đất, đó. Đó, ok chưa ạ? Đây nhá, son đủ màu nhá. Ai muốn tặng son, comment tặng son cho em. Hôm nay em sale rẻ luôn nhá, 19k nhá, chỉ hôm nay thôi nhá. Mai em sẽ bán giá khác nhá, son mai em sẽ tặng giá khác nhá. Đây, chỉ hôm nay thôi nhá, 19k nhá. 19k một thỏi son 3C, em vừa đánh nhá. Xịt chống nắng à? Xịt chống nắng ai lấy comment cho em nhá, 59k nhá. Xịt chống nắng ai lấy comment cho em nhá. Ai lấy comment cho em đây ạ, à, em sẽ tặng liền lúc 3 cái nhá. Em sẽ tặng liền lúc 3 cái nhá. Em sẽ tặng 30 thỏi này, 30 thỏi son 3C này. 10 hộp kem chống nắng, 10 hộp chống nắng nhá, 10 hộp xịt này, cái này là xịt chống nắng nhá. Và 10 hộp phấn nhá, chỉ không, phấn 5 hộp đi, phấn 5 hộp nhá. Em sẽ đọc giá nhá. Tặng son nhá, ai muốn được tặng son 19k comment tặng son 19k nhá. Ai lấy hộp chống nắng này, Sunday nhá, comment nhá. Comment cho em là 59 nhá, 59 nhá. Ai để phấn comment 99 phấn cho em nhá. Phấn 99 tặng phấn 99 nhá. Tại vì cái phấn này là phấn chính hãng, chuẩn hãng nhá. Cái phấn này là phấn em đang dùng này.
Và đây là phấn em đang dùng, quên mất không có cái hộp cho mọi người. Đây, chính hãng. Đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Được chưa ạ, được chưa ạ, đây này. Đây là kết cấu la lô, kết cấu tổ ong nhá. Đây, 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 em chấm nhẹ nhá, em chấm nhẹ mà nó ra như thế này. Cực kỳ thích luôn, đây. Cực kỳ thích luôn mà cực kỳ mịn luôn. Cái màu em đang dùng là nó là cái màu tự nhiên nhá. Cái màu em đang dùng là cái màu tự nhiên. Này. Đây nhá, cực kỳ mịn luôn, cực kỳ mịn luôn. Ok, em sẽ chốt nhá. Ok, em bắt đầu chốt nhá. Đây, ok, em bắt đầu chốt nhá. Em bắt đầu chốt cho mọi người nhá. Son 30 thỏi nhá, son 30 thỏi. Xịt chống nắng 10 và phấn nước 5 thôi nhá. Đây, em sẽ chốt tặng mà. Em chốt tặng cho một chị đầu tiên nhá. Bình thường mọi người mua những cái thỏi son 3C như thế này ngoài thị trường ít nhất nhá cũng phải tầm 280 đến 300. Cái hộp xịt chống nắng là ít nhất phải tầm 199-200 nghìn. Cái phần nước là ít nhất phải tầm 400. Em không biết rõ chính xác nhưng mà ít nhất phải hơn 400 đó. Vì hôm trước em mua cái hộp phấn bình thường của nó cũng đã là 300 mấy rồi, 320, 330 rồi. To. Em sẽ tặng cho một chị đầu tiên nhá. Đây, em sẽ tặng cho ai chia sẻ nhá. Ai chia sẻ chưa nhỉ? Có ai chia sẻ rồi chị đọc tên nhá. Kiểm tra chị nhá. Giang Chảnh nhá, Giang Chảnh chưa có số điện thoại em không tặng nhá. Xả đồ, hôm nay em có xả đồ nhá. Em sẽ ưu tiên cho chị nào chia sẻ livestream này, chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, 5 lần nó hội nhóm nhá. Và ai chưa kết bạn theo dõi em thì kết bạn theo dõi em nhá. Em sẽ ưu tiên cho những ai theo dõi kết bạn và chia sẻ lên trang cá nhân, ok chưa ạ? Ok chưa nhỉ? Ok, Đùm Phương chia sẻ chưa? Đùm Phương lấy xịt chống nắng chia sẻ chưa nhỉ? 59k. Đùm Phương. Chờ em kiểm tra nha, em đọc đến tên ai là sẽ có người kiểm tra, sẽ có người kết bạn chưa? Ok nhá, Đùm Phương một hộp kem chống nắng nhá. Đùm Phương một hộp kem chống nắng 59k nhá. Số điện thoại là 2578 nhá. 2578 ok chưa? Tiếp tục này, Thanh Hà chia sẻ chưa nhỉ? Thanh Hà chia sẻ chưa nhỉ? Kiểm tra chị Thanh Hà chia sẻ chưa? Máy tính có chạy được đâu. Chờ em một chút nhá, Thanh Hà nhá. Thanh Hà chưa chia sẻ nhá. 9382 chưa chia sẻ ạ. 9382 chưa chia sẻ nhá. Ok, son của Nguyễn Hà nhỉ. Son của Nguyễn Hà một thỏi son đỏ cam nhá. Một thỏi son, đây là son màu cam này là màu cam đất này. Một này là màu cam đất nhá, em về đủ màu nhá. Nguyễn Hà một thỏi này. Giang Chảnh cho em xin số điện thoại nhé. Comment đúng cú pháp cho em nhé. Tiếp tục ạ. Khai Phụng chia sẻ chưa? Không chạy được. Khai Phụng em cũng bật ra nhiều link vào, một phát nhiều link vào là được mà. Chị Khai Phụng chưa chia sẻ ạ. Tiếp tục nhá, Bùi Thị Thanh Hương chia sẻ chưa nhỉ? Bùi Thị Thanh Hương. Ok chưa nhỉ? Ok nhá. Ok. Như Quỳnh một thỏi son 19k nhá. Em sẽ chốt lại nha. Như Quỳnh một thỏi son 19k nhá. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em đi. Ai chia sẻ nhiều nhất nhá. Em sẽ tặng một hộp này không đồng nhá. Ai chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng một hộp phần không đồng nhá. Ai chia sẻ nhiều nhất, bên em kiểm tra nhiều nhất. Đó. Mọi người comment được chia sẻ cho em nhá. Ai chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng một hộp này không đồng nhá. Một hộp phấn nước không đồng nhá. Cho ai chia sẻ nhiều nhất nhá. Đó. Hôm nay em tặng quà mọi người luôn. Hôm nay em không định like nhưng mà hôm nay em like để tặng mọi người luôn nhá. Đó. Đây, cho ai chia sẻ nhiều nhất, mọi người comment số lượt chia sẻ cho em nhé. Mọi người ai đã chia sẻ lên bao nhiêu lượt thì comment cho em số lượt chia sẻ. Comment cho em số lượt chia sẻ nhá, được chưa ạ? Được chưa ạ? Ok nhá, Giang Chảnh một hộp. Giang Chảnh chia sẻ chưa? Giang Chảnh chia sẻ chưa? Đây nhá, cho ai tặng không đồng luôn nhá. Giang Chảnh chưa chia sẻ nhá. Em không tặng ạ. Đây nhá, em sẽ tặng một hộp phấn nước không đồng này. Đây, một hộp phấn nước không đồng này. Cho ai chia sẻ nhiều nhất nhá. Không đồng nhá, cho ai chia sẻ nhiều nhất nhá. Mọi người comment số lượt chia sẻ lên nhá. Ai chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng nhá, ở cuối like nhá. Ai chia sẻ nhiều nhất em sẽ kiểm tra ở cuối like nhá. Đó, cuối like mọi người cố gắng chụp cho em nhá.
Ai nhá, chụp ảnh cho em cái màn hình nhá. Chụp ảnh cho em màn hình live stream này. Chụp ảnh cho em màn hình live stream nhá. Ở cái hộp phấn này nhá, em sẽ tặng 0 đồng nhá. Em sẽ kiểm tra nhá. Em sẽ kiểm tra số lượt mọi người comment cho em nhá. Ok ok. Bùi Thị Thanh Hương chia sẻ 30 nhóm à? Kiểm tra cho chị Bùi Thị Thanh Hương chia sẻ 30 nhóm chưa? Nhóm ạ. Chị Bùi Thị Thanh Hương ơi, hiện để chờ em một chút để em kiểm tra luôn cho chị nhé. Tại vì bên em có một người kiểm tra thôi nên là rất là khó kiểm tra cho mọi người xem là ai chia sẻ đủ cái số lượt và mọi người comment chưa. Tại vì bình thường nhá, nếu mà các chị chia sẻ 30 nhóm ấy, nhưng mà em phải kiểm tra ví dụ như mà nhiều cái nhóm kín này hoặc là nhiều nhóm nó không cho lên cái chế độ công khai ấy, mọi người chia sẻ ở cái nhóm kín ấy, em sẽ không kiểm tra được, em sẽ không theo dõi được. Đó. Nên là mọi người thông cảm cho em nhé. Đó. Cực kỳ, ví dụ như mọi người nó chia sẻ 30 nhóm nhưng em kiểm tra chỉ được tầm 15-18 nhóm thôi đó. Thì cực kỳ là khó nên mọi người cố gắng chia sẻ cho em cái nhóm công khai nhá. Nhóm công khai nhá. Mạng lag quá. Mạng kém không em? Chị ơi, mạng bên em vẫn ổn mà, hay là do mạng bên chị hơi kém nhỉ? Mạng bên em vẫn ổn mà. Em tặng tiếp son nhá, em tặng tiếp son nhá. Em tặng tiếp son nhá, tặng tiếp son 19k nhá. Tặng tiếp son 19k nhá, em tặng một thứ cho nhanh nhá. Em sẽ tặng một thứ đầu tiên nhá. Em sẽ tặng một thứ đầu tiên nhá. Tặng một thỏi son 3C nhá. Em sẽ tặng một thứ đầu tiên cho mọi người. Cho mọi người comment cho dễ ạ. Cho mọi người comment cho dễ ạ. Tại vì nó loạn quá nên là mọi người khó. Nên là mọi người khó. Đây nhá. Chị có được mua gì không? Có chị ơi, chút nữa em sẽ... Chút nữa nhá. Nếu mà mọi người muốn em like quần áo thì em sẽ like nhá. Còn bây giờ em đang tặng quà cho mọi người nhá mọi người ơi. Em đang tặng quà nhá. Ai lấy son tiếp tục comment son cho em nhá. Đủ màu nhá. Son này đủ màu nhá. Đủ màu nhá mọi người ơi. Son 3C đủ màu nhá. Đây. Son 3C đủ màu nhá. Đây là cái màu phấn lúc nãy em vừa mới đánh này. Đây là hai tay khác hoàn toàn nhau này. Màu phấn em vừa mới đánh nhá. Cực kỳ mịn luôn mà cực kỳ thật luôn. Ok nhá. Ai mua son nhá. Ai mua son comment cho em nhá. Son 19k kèm số điện thoại nhá. Son 19k kèm số điện thoại cho em. Màu đánh cực kỳ đẹp luôn này. Màu đánh cực kỳ đẹp, em mới quẹt có một nước nhá. Đây là cái môi em đang đánh nha. Son nhá, tặng son nhá. Tặng son 19k kèm số điện thoại nhá. Ai comment đúng cú pháp cho em nhá. Nãy em mới tặng được một thỏi đúng không? Nãy em mới tặng được một thỏi đúng không? Còn 29 thỏi nữa nhá. Còn 29 thỏi nữa nhá, cho 29 chị nữa nhá. Đó, mỗi người chỉ được mua. Mạng kèm quá mọi người. Mỗi người chỉ được mua một thỏi thôi nhá. Em không bán xỉ cái này nhá. Em không bán xỉ son này nhá mọi người ơi, được chưa ạ? Ok, Đùm Phương ạ. Đùm Phương một thỏi nhỉ? Đùm Phương chia sẻ cho em. Đùm Phương vừa đã chia sẻ rồi. Ok, Đùm Phương được một thỏi nữa nhá. Ví dụ không may mà em đọc nhầm tên hai, em đọc mà hai lần ý, thì mọi người thông cảm cho em nhá. Em chỉ tính là một lần nhá. Tại vì bình thường ý, cái son này em sẽ ưu tiên cho mỗi người một thỏi nhá. Tại vì nhà em cũng không về nhiều lắm ý. Đó, mỗi ngày em sẽ like tặng một, mỗi ngày em sẽ like tặng 30 thỏi cho mọi người nhá. Được chưa ạ? Ok chưa nhở? Đùm Phương một thỏi này, Bùi Thị Thanh Hương một thỏi này. Ok, Bùi Thị Thanh Hương một thỏi nhá. Ai lấy nhá, ai lấy son màu nào này, mọi người cho em xin địa chỉ nhá. Cho em xin địa chỉ và số điện thoại nhá. Mọi người inbox cho em luôn nhá. Mọi người inbox cho em luôn để nhận quà nhá. Đó được chưa ạ? Tiếp tục ạ, tiếp tục ạ. Ai muốn tặng son nữa không nhỉ? Đam mê chia sẻ chưa? Đam mê chia sẻ chưa nhỉ? Em sẽ ưu tiên cho những ai chia sẻ nhá. Em sẽ ưu tiên cho những ai chia sẻ nhá. Ok, đam mê một thỏi nhá. Đam mê một thỏi nhá. Vậy là 3 thỏi nữa nhá. Còn 27 thỏi nữa nhá. Còn 27 thỏi nữa nhá. 19k. Em ở Hà Nội nhá, chị Anh Thư nhá. Em ở Hà Nội nhá. Em ở Hà Nội nhá mọi người ơi, em ở Hà Nội nhá. Mọi người ơi, em sẽ nói qua lại tiền ship một chút nhá. Tiền ship hiện tại bên em là ship bưu cục nhá chị nhá. Em không đến một đồng ship nào của mọi người nhá. Bình thường như bên em ship tỉnh thì là 35.000 nhá. Ship tỉnh 35.000, ship Hà Nội, nội thành hay ngoại thành tùy ạ. Tùy nhá. Ví dụ như ship nội thành thì 20.000 nhá. Nếu mà cân nặng một chút thì 25 nhá mọi người ơi. Em không lấy của mọi người một đồng tiền ship nào nhá. Em là ship hộ nhá, em là ship bên bưu cục nhá mọi người nhá. Bưu cục thu mọi người nhá. Đó. Ví dụ như mọi người mua một thỏi son này có 20.000 thôi, 20.000 thôi. Đó, mất 35.000 tiền ship. Đó, 35.000 tiền ship là mọi người chịu cho em nhá. Chứ em đã tặng rồi này, em không có free ship đâu nhá. Nên là nhiều chị đừng hỏi vô duyên nhá, em không có free ship nhá. Đó. Em đã tặng rồi này, em không có free ship cho mọi người ơi. Mọi người thông cảm cho em nhá. Đơn khách sỉ, khách lẻ em đều không free ship nhá. Em chỉ hỗ trợ ship được thôi nhá. Em chỉ hỗ trợ ship được ạ.
Tại vì bình thường em là bán có mấy đồ, có mấy chục à, đồ nhà em bán em sale một nửa đó, nên là em không thể làm một free ship cho mọi người được ạ. Trừ khi em bán cái đồ 1-2 triệu thì em free ship cho mọi người thoải mái, nhưng mà em bán cái đồ mấy chục mà còn tặng mọi người thế này em không free ship được nhá. Nên là mọi người thông cảm cho em nhá. Em sẽ ưu tiên tặng một thứ nhá chị Đùm Phương ơi, tại vì bình thường là hàng tặng ấy thì em sẽ ưu tiên cho mỗi người một thứ ấy đó, để ai cũng có quà nhá. Ok Nguyễn Hạ à, ok Nguyễn Hạ để em kiểm tra nhá. Ok nhá, kiểm tra Nguyễn Hạ cho chị nhá. Đó, có ai muốn lấy son nữa không ạ? Có ai không muốn lấy son nữa, em tiếp tục tặng nhá. Tặng sang xịt khoáng nhá, em xin lỗi, tặng sang cái xịt chống nắng nhá. Em thử cho mọi người nhá. Đây nhá. Cực kỳ luôn. Này, đây nhá, em vừa xịt xong này, chờ em một tí. Cực kỳ mịn luôn. Mà cái này nó mịn, nó không có vân nhá mọi người ạ. Nó là nước mà, nó là dạng nước mà, cực kỳ đẹp luôn mà không có vân. Này. Đây. Đó, nó không có vân luôn, cực kỳ mịn luôn. Đó. 59k nhá. Bình thường mọi người mua cái hộp chống nắng như thế này này, hàng chính hãng như thế này nhá, chuẩn như thế này nhá. Nó là 199 rồi, bình thường người ta đã là 199 rồi. Em sale tặng hôm nay thôi nhá. 59k nhá. Được chưa ạ? 59k nhá. 59k một nọ chống nắng nhá, một nọ xịt chống nắng nhá, của Sunday nhá, cực kỳ đẹp. Đó. Mọi người về check code mã vạch cho em nhá. Em xem nào. Đây nha mọi người, về check code mã vạch cho em nhá. Check code mã vạch thoải mái, nó là hàng chuẩn của chính hãng đó. Đây. 59k một hộp nhá. Đó. Đây nhá. A lấy comment cho em nhá. Chống nắng nhá, tặng chống nắng 59k, tặng chống nắng 59k nhá. Đó, được chưa ạ? Ai muốn lấy phấn comment tặng phần 99k cho em. Đây là cái đồ thờ cúng. Chị đã bảo là không được nghịch cái đồ trên bàn thờ cơ mà. Đây nha, một hộp phấn nước nha. Em bán giá sale tặng nha. Ok nha. Bùi Thị Thanh Hương được nhận son rồi nhá. Là em nó không tặng xịt nữa. Tại vì em ưu tiên cho mỗi người một thứ thôi ạ. Em ưu tiên cho mỗi người một thứ nhá. Nên thông cảm cho em nhá. Đây nhá. 99k nhá. Kết cấu nano nhá, kết cấu tổ ong nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây. Check thoải mái cho em. Về check thoải mái mã vạch cho em 99k của phần nước nhé. Đó. Còn ai muốn tặng gì các comment nhé. Em sẽ tặng đồ cho mọi người nhé. Hôm nay em sẽ tặng đồ cho mọi người nhé. Ok nhé. Ok, chị Khai Phụng một hộp phần nước nhé, 99k nhé. Đây nha, em sẽ tặng một má nhá. Đây. Cái áo này size S nhá. Hàng này là hàng của Sát Dư nhá. Đây, hàng Sát Dư này. Hàng Sát Dư nhá, em sẽ tặng nhá. Tặng luôn đầu like luôn. Hôm nay lạnh rồi, mọi người cố gắng tranh thủ mua đồ đi. Không mấy hôm nữa là lạnh hơn đấy ạ. Nên là khó. Mọi người mua hôm nay mua đồ thì chắc là tầm, nếu mà ship đi thì tầm 3-4 hôm nữa mọi người nhận được hàng ấy thì mọi người sẽ có đồ mặc luôn ấy. Đó. Đây nha, một hộp phấn nước không đồng nhá. Em cóp cho chị những ai chị đọc tên nhá, để trước chị kiểm tra. Đây, chị đọc tên nhá. Chút nữa em sẽ cuối livestream em sẽ kiểm tra nhá. Cóp cho chị Nguyễn Hạ chia sẻ 40 nhóm này. Em sẽ kiểm tra ai đúng lượt chia sẻ bằng đầy nhóm nhá. Nhiều nhất nhá, em sẽ tặng một hộp phấn nước không đồng nhá. Tặng không đồng luôn nhá. Đó. Ok Đùm Phương nhá. Ok Đùm Phương có địa chỉ nhá. Cóp luôn Đùm Phương cho chị. Đây nhá mọi người ơi. Áo em tặng luôn nhá. Áo đầu lai em tặng luôn. Tặng luôn đầu lai nhá. Nó là hàng Xuất Dư nhá. Len là len không dày, len mỏng nhá. Đó, 39k luôn. Tặng đầu lai luôn 39k nhá. Nó là hàng Xuất Dư đấy mọi người ạ.
len nó không mỏng, len nó không dày đâu, nhưng mà hàng cực kỳ đẹp luôn này. Bao chất cho mọi người luôn, mọi người kéo dáng thoải mái, giặt máy thoải mái luôn. Đây nhá, ai lấy mã 01 comment mã 01 cho em nhá, 39k. 0139k cho em. Nó là màu hồng tím á, nó là màu hồng tím cực kỳ đẹp. Ai lấy 01 comment 0139k cho em này. Hàng xuất dư nhá, hàng xuất dư. Đây này. Make in này. Đó. Cái gì? Không có được, em đón lại link hoặc em bật trang khác. Đây nhá, một em nhá. Đây nhá, tiếp tục một em nhá. Tiếp tục một em là áo này nhá. Áo này cực kỳ đẹp này, mới về này. Cái này mới về này. Đây. Toàn hàng xuất dư hết nhá. Cái này toàn hàng xuất dư hết nhá. Cực kỳ đẹp luôn á, cái mẫu này cực kỳ đẹp á. Ai không nhớ nhanh thì ai không đánh nhanh đi hết này. Mở lắm á. Mọi người ơi, mọi người xem có rõ không ạ? À? Mọi người xem có rõ không? Nếu mà không rõ thì em thoát like nhé. Nếu mà không rõ thì em thoát like nhé. Nếu mà không rõ thì em thoát like nhé. Có rõ không nhỉ mọi người ơi? Có rõ không nhỉ? Mọi người thấy có led không? Nếu mà mờ quá ấy, ai đang xem thì chấm cho em nhé. Nếu mà mờ quá thì em thoát like nhé. Em thoát like nhé. Em thoát like nhé. Mai em like lại nhé. Mai em like lại tặng cho mọi người nhé. Mai em sẽ shop đủ mỹ phẩm để em like lại tặng mọi người nhé. Được chưa ạ? Còn ai đang xem không nhỉ? Ủa này, cái màu cam đất này. Nhìn sang chảnh nhỉ. Đây nhá, cái màu cam đất này. Cực kỳ sang chảnh luôn á. Cái màu này mà đi tiệc mà đánh kiểu mặn mà một chút đi, trang điểm đậm đậm một chút đi thì đánh cái màu này cực kỳ xinh luôn. Nhìn cực kỳ đẹp luôn á. Nhìn cái màu này cực kỳ cá tính luôn. Cái màu cam đất này là cái màu đánh không tươi lắm đâu, nhưng mà màu đỏ cam là màu đánh tươi nhá. Còn màu cam đất là màu đánh chìm chìm đây này. Em đang đánh màu cam đất này, cực kỳ đẹp luôn á. Nhìn nó kiểu cảm giác như kiểu là này. Em lại gần cho mọi người nhìn nhé. Em sẽ thoát like nha mọi người ơi. Mai em like lại nhé. Mai em like lại cho mọi người nhé. Mai em like lại cho mọi người nhé. Được không ạ? À? Mai em like lại cho mọi người nhé. Mai em sẽ tặng nhiều đồ hơn nhé. Mai em sẽ tặng nhiều đồ hơn nhé. Hôm nay về cực kỳ nhiều đồ luôn á. Đây này. Hôm nay về cực kỳ nhiều áo xinh luôn. Nhưng mà để mai em tặng nhé. Để mai em lại tặng cho mọi người nhé. Mờ quá đó. Không có like được luôn. Mã kém thế nhở. Này xinh chưa. Cái này mặc sang chảnh luôn. Mờ quá à, mọi người ơi. Kém quá à. Để mai em like tặng mọi người nhé. Còn ai đang xem không? Còn ai đang xem không? Nét cho Trang. Tổng Quyết kia trên nhà kia nó cứ ngồi nó chơi game đó. Tổng Quyết trên nhà nó cứ ngồi nó chơi game. Như kiểu cứ mỗi lần mưa là mạng kẹp kinh khủng á. Xinh thế. Ôi cái áo đẹp thế. Để mặc thôi. Ôi cái áo đẹp thế. Đúng chất của chị rồi. Đúng chất kiểu điệu ý đượi của chị rồi. Đẹp chưa? Mọi người ơi, mai em like nha mọi người ơi, mai em like nhá. Mọi người ơi, mai em like nhá. Mai em bắt đầu lên nước hoa tặng mọi người nhá. Mai em lên một cái dòng son VIP này. Một cái dòng son VIP cực kỳ đẹp luôn. Mai em sẽ like nước hoa lam này, nước hoa nữ này, cực kỳ sang chảnh, cực kỳ đẹp luôn đó. Em sẽ like thêm một cái son VIP nữa, cái son hàng hiệu. Mai em nước hoa là nước hoa coco này, em nhìn không nhầm ấy, thì nó là nước hoa coco cực kỳ đẹp luôn. Mai em sẽ like như cho mọi người nhá. Đó. Hôm nay em tặng thế thôi nhá, hôm nay cũng không định like quần áo, em chỉ like tặng thôi. Đó, được chưa ạ? Chào mọi người nhá, mai em...